Ái kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang bước vào chương trình Từ Người Biển Xứ do anh Trần Thiện và Thu Hồng phụ trách. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau bước vào chương trình Tình Người Biển Xứ. Thu Hồng xin chào anh Trần Thiện dễ thương. Trần Thiện xin chào cô Thu Hồng dễ thương. Chào anh. Cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả rất dễ thương của Việt Nam America TV là 57.3 và của chương trình Tình Người Biển Xứ. Và kính thưa quý vị, thì theo như thông lệ thì lúc nào cũng vậy, chương trình này được sự góp mặt là lúc nào cũng gắn bó với chương trình là bốn chàng nhạc sĩ. Dạ đúng rồi. Chúng tôi xin lần được để giới thiệu quý vị. Người đầu tiên đó là anh Xuân Sơn. Và người ngồi kế Xuân Sơn là anh Ngọc Thanh, phụ trách cây guitar. Và người ngồi kế Ngọc Thanh là anh Quang Hoàng, phụ trách cây đờn sến. Và kính thưa quý vị, chưa hết, vẫn còn nữa là chúng tôi chúc lắng ở đây thì sẽ giới thiệu quý vị trong phần 2 và phần 3 là với sự góp mặt của nhạc sĩ Quỳnh Châu. Mà anh phải nói là anh Quỳnh Châu dễ thương. Dạ, à, Quỳnh Châu dễ thương. Dạ, anh Quỳnh Châu lúc nào cũng gắn bó với chương trình Tình Người Diễn Xứ và ảnh ngồi ở đằng kia kìa. Dạ, dạ. Và cũng theo chúng tôi được tin là người mà cũng dễ thương của chương trình mà lúc nào cũng gắn bó chương trình mà vừa rồi đi công tác chưa về. Dạ. Đó là anh Minh Đức. Dạ. Thì chắc có lẽ là trong các chương trình tiếp nối sau đây, về sau này thì dạ, sẽ có sự xuất hiện trở lại của anh Minh Đức. Dạ. Thì sở dĩ mà chúng tôi nói là những chàng nhạc sĩ chúng tôi rất dễ thương là vì đó, thí dụ như khi anh Minh Đức bận thì là có anh Xuân Sơn. Dạ. Đóng góp với chương trình thay phiên với nhau. Thay phiên với nhau. Mà và khi mà anh Trần Thiện bận thì không ai thấy anh được hết. À, có Thu Hồng. Dạ không đi không. Rồi làm luôn. Dạ. Và kính thưa quý vị, trong mỗi cái chương trình như vậy thì chúng tôi có trích ra một số thời gian để mà mời quý vị theo dõi những khuôn mặt mới và những giọng ca mới. Yeah. Nếu quý vị nào muốn tham gia trong cái chương trình này, xin quý vị hãy mạnh dạn mà liên lạc với chúng tôi, liên lạc với cô Thu Hồng qua số điện thoại là 714-417-1030. Dạ. Và hôm nay đây thì chúng tôi có mời đến chương trình một giọng giọng ca. Cái này nó cũng thuộc loại là giọng ca mới và khuôn mặt mới đây. Nhưng mà giọng ca mới và khuôn mặt mới này được quý vị yêu mến. Đã nằm trong cái chương trình Tình Người Diễn Xứ chúng ta rồi. Đã đến và có đóng góp với chương trình này cũng một vài lần. Dạ. Và cũng được sự yêu cầu. Và hôm nay chúng tôi xin mời đến chương trình. Đó là sự xuất hiện của anh Nhật Minh, ngồi bên tay trái của Từ Riverside. Từ Riverside trước đây. Mỗi lần đi hát vậy, nổi tiền đổ xăng không là lỗ luôn. Dạ, Nhật Minh cũng xin hân hạnh được đón chào chương trình Tình Người Biển Xứ của Trần Thiện với Thu Hồng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Mà một chốc lát nữa đây thì quý khán giả sẽ được giới thiệu với quý vị đón nhận giọng ca của anh Nhật Minh. Dạ. Và bây giờ để bắt đầu cho chương trình không làm mất thời giờ quý vị nữa, chúng tôi giới thiệu quý vị giọng ca của một người dễ thương nhất của chương trình này, đó là giọng ca của cô Thu Hồng. Dạ. Bây giờ thì Thu Hồng sẽ đến với chúng ta qua năm câu giọng cổ mang tựa đề là Đêm Khuya Trong Chồng. Đêm Khuya Trong Chồng. Dạ. Hình như cái tâm sự này Thu Hồng, không biết tại sao Thu Hồng rất thích hát bài này. À. Và những quý khán thính giả mà phái nữ đó vẫn thích nghe Thu Hồng hát bài này, cho nên hôm nay có nhiều vị khán giả. Cho nói một chút xíu về cái này đi không? Dạ. Nếu mà đêm khuya mà một người phụ nữ mà trông chồng thì nó có nhiều cái lý do để trông chồng. Có người thì trông chồng đi làm về. Dạ. Trong một cái trạng thái là khắc khoải chờ đón để trở về cùng vui vẻ với mình. À. Vì họ biết là sắp chút lắng ở đây là người chồng sẽ trở về. Dạ. Cũng là trong đó nhưng đúng, mà trong cái sự có kết quả. Đúng. Cũng có những người phụ nữ trong chồng, trong là không biết chừng nào chả mới bỏ con nhỏ kia đi về với mình. Dạ không, thì đó. À. Trong chồng này là chồng mình có không biết chừng nào mới về đó, làm trai hai vợ mà anh thương không đồng này. Đó. Thành ra đêm nay chắc ổng bên kia. Đó không biết. Thành chừng ra bà vợ ở nhà. Nhưng mà cái lời ca này của soạn giả Diễn Châu viết rất là dễ thương. Thu Hồng hát bài này rất là nhiều lần, mỗi lần hát Thu Hồng đều cảm rất động là thích, rất là thích. Tại vì hình như cái những cái lời này nó rất là đúng với những chị em phụ nữ của chúng ta. Nhưng mà có xin phép được hỏi thêm một câu nữa là không biết là cái tâm trạng này nó có dính líu gì tới Thu Hồng không? Dạ, nó không có dính líu gì hết trơn. Nhưng mà mình chỉ thấy là mình thương cảm, mình thương cảm cho cái nhân vật ở trong cái bài này. Thấy rất là dễ thương. Dạ. Cho nên Thu Hồng xin hát tặng hôm nay, xin mời quý khán giả cùng thưởng thức. Chẳng
gối lẻ từng đêm sương lạnh, gió đông về hiu tạc rèm thương, đất trời kia còn đổi tiết hai mùa, nhưng tình tôi vẫn vẹn rùng. Hỏi dần trăng thì trăng kia ngã bóng từ lâu rồi. Mơ mệt sương khuya, tiếng gạt giữa lưng đồi, tôi thao thức ngồi bên lắng nhìn mây trắng ngập ngừng trôi, dưới sương mờ thấp thoáng bóng người đi, tôi ngỡ rằng anh đã cất bước quay về, vội nâng rèm nhìn ra cõi bao la, chỉ thấy ngoài xa lạnh lùng rồi mồi đứa một nơi hồi ai không buồn. Tôi đã tin anh nên thất vọng nào này, trách ai đây lọc lừa phủ dậy, hay tự trách mình số kiếp một tàn. Âu ơi con cá lý ngư sầu tư biến lồi, con chim trên cành sầu cội biến bay, sao hôm còn đợi sao mai, chồng mà xa vợ hỏi ai không buồn.
mình mà ràng rửa dòng chân. Chẳng biết tôi còn chờ, còn đợi đến bao lâu, hay là phải chờ nhau kiếp khác. Anh quên tôi nên đành tâm phụ bạc tôi, vì anh nên thức suốt đêm dài. Cái bà này chứ bà giận mới nói vậy thôi, chứ thiệt ra bà còn thương. Thì anh thấy có người vợ nào mà muốn bỏ chồng đâu, mà có người đàn ông nào muốn bỏ vợ đâu, muốn giữ cô vợ ở nhà đi ra ngoài có thêm chút xíu thôi. Thêm hả? Quý khán thính giả đang thưởng thức chương trình Tình Người Diễn Xứ do anh Trần Thiện và Thu Hồng phụ trách. Thu Hồng vừa trình bày 5 câu giọng cổ Đêm Khuya Trong Chồng của soạn giả Diễn Châu. Xin quý khán thính giả đừng rời màn ảnh, Thu Hồng sẽ trở lại sau phần quảng cáo. TV. Chương trình Tình Người Biển Xứ do anh Trần Thiện và Thu Hồng phụ trách được phát hành hàng tuần trên băng tần 57.3 vào 2 giờ trưa thứ Bảy và 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư. Mọi đóng góp ý kiến, muốn bảo trợ cho chương trình, muốn tham gia vào gương mặt mới, giọng ca mới, xin cũng đừng ngần ngại, hãy gọi cho Thu Hồng qua số điện thoại là 714-417-1030. Và sau đây Thu Hồng xin hân hạnh giới thiệu đến với quý khán thính giả anh Trần Thiện với Chuyện Vui và Chuyện Tầm Phào. Anh Thiện. Cảm ơn cô Thu Hồng, nhưng mà hôm nay thì không có chuyện vui mà cũng có chuyện phào, có cái chuyện này. À, chuyện gì quan trọng? Là cái tuần vừa qua đó Thiện có đi đến một cái chùa. À. Không, cái này phải nói là một cái đạo tràng thì đúng hơn, một cái đạo tràng tên là đạo tràng Nhân Quả. Không biết quý vị có biết không, đây là cái đạo tràng này nằm ở ngay trên đường Trass Avenue, nó nằm ngay cái corner, cái góc của cái đường Elizabeth. Ngay okay. Corner đó luôn. Dạ. Thì tới đây thì thấy sinh hoạt ở đây cũng vui lắm. Ở đây là có các em để dạy tiếng Việt nè. À. Rồi mỗi tháng như vậy nó có một cái party. Trời, chùa mà mở party nha, ngộ không? Nhưng mà party chay quý vị. À. Mời quý vị tới đó mà ăn chay. Là cái này hoàn toàn là miễn phí hết. Đó. Rồi nhưng mà mỗi tháng á thì chỉ có một lần tổ chức cái party này thôi, tức là cái chủ nhật đầu tiên của cái tháng đó. Đó thì sẽ được, tuần này là có nè. Đó. Rồi nhưng mà có cái điều là Thiện thấy có cái chuyện như vậy, tức là cả một cái chùa dạy, vì nó là một cái nhà mà, rồi các thầy mới đến về đó để tu. Sự gì gọi cái đạo tràng là vì đạo là gì? Đạo là đạo, đạo là đường, là sự thật, là gì đó. Nhưng mà trường tràng tức là trường, tức là đây là một nơi để cho các thầy, các cô hoặc là các đệ tử để mà tu tập, tu đạo đó. Thì đó được gọi là cái đạo tràng. Thì đệ tử đến cũng đông, Phật tử đến cũng đông, nhưng mà không có cái chỗ, nói xin lỗi, nó không có cái toilet. Ừ. Trong cái nhà đó nó chỉ có một cái toilet duy nhất thôi. Dạ. Thành ra nhiều khi là chùa nhiều khi bán số mà nhiều kiếm được tiền đó, thì xếp hàng lấy số thì mới vô chứ. Thành ra là chùa đang có một cái kêu gọi là nếu
quý vị nào rộng tay thì xin giúp cho chùa. Cũng có một số người ủng hộ rồi, nhưng mà cũng còn thiếu để xây cái toilet vậy thôi. Đó, xây cái toilet để cho Phật tử tới là có cái chỗ đó mà dùng vậy thôi. Chứ còn không có xin cái gì nhiều. Cũng có nhiều người ấy, nhưng mà sẵn đây hôm nay thì Thiện thấy cái chuyện này cũng nên nói, cho nên là Thiện xin phép được nói thôi. Dạ, cảm ơn anh Thiện. Dạ. Và kính thưa quý vị, thì hồi nãy thì quý vị trong cái đoạn mà quảng cáo lúc đầu, quý vị có nghe nói về cái quán bánh canh quê em. Quê em và quê anh. Phải không, em biết cái chữ em trước hay anh trước? Em trước. Đúng rồi. Tại vì lady first. Đúng rồi, như vậy mới đúng là Mỹ đó. Em trước anh sau, là ăn cổ đi trước lội nước đi sau. Thì bây giờ đó, anh đi sau là vì cái là anh đi không? Lội nước. Cái quê em thấy nó đẹp hơn là quê anh. Quê em đi trước rồi mới anh mới đi sau em. Anh không nghĩ là quê anh xấu hơn quê em đâu. Quê anh đều đẹp. Quê anh thấy không ngon bằng quê em. Nhưng bây giờ thử, bây giờ em đi lấy chồng rồi xong em trở về quê em, có phải em đang nhớ đến quê anh không? Quê anh cũng có cái đẹp vậy. Rồi, tôi Hồng xin mời anh Thiện. Thì xin giới thiệu với quý vị là nãy giờ là nói hơi nhiều nhưng mà hình thì cứ để. Quán bánh canh quê em quê anh là chuyên môn, ở đây nó có cái đặc biệt. Chuyên. Chuyên môn là sưu tầm tất cả các loại bánh canh trên khắp ba miền đất nước Nam Trung Bắc của Việt Nam. Việt Nam ta. Đó, là quý vị là ở đâu có bánh canh gì, có bánh canh gì, bánh canh gì, bánh canh Trảng Bàng nó khác, bánh canh Tây Ninh nó khác. Bánh canh Quy Nhơn. Bánh canh Quy Nhơn nó khác, bánh canh Hà Nội nó khác. Mỗi nơi bánh canh tại Sài Gòn nó khác. Bánh canh thì mỗi nơi nó có cái khác như vậy, thì ở đây là tất cả những loại bánh canh nó đều lại hết. Tập trung tại cái quán bánh canh này. Là do anh đầu bếp này, anh cũng về Việt Nam sưu tầm dữ lắm. Đó là anh Andy Trần. Anh Andy Trần. Mà anh Thiện biết không? Có một lần Hồng có ghé tiệm có nói chuyện anh Andy Trần thì rất là dễ thương, tại vì anh vừa múc cái tô bánh canh ra. Thì một cô waitress vừa bưng nó chứ. Tại sao vậy? Anh phải bắt đứng lại. Anh hành ngò cái tô đầy đủ ha. Là tô nào cũng như vậy hết. Chính tự tay anh múc và tự tay anh để đồ cho đẹp rồi mới cho bưng ra. Tức là anh đầu bếp trứ danh là anh Andy Trần. Và quán bánh canh quê em và quê anh nằm ngay góc đường Brookes và Haza. Số điện thoại để gọi là 714-418-1600, 714-418-1600. Quán bánh canh quê em và quê anh xin kính mời. Và để trở lại với chương trình Tình Người Biển Xứ, anh Thiện. Cái này là như coi như là vừa rồi là quảng cáo á. Đúng rồi. Quảng cáo cho cái quán bánh canh quê em của anh. Đúng rồi. Nếu quý vị đến quán bánh canh hay là đến những cái cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình, thì xin quý vị nói với cái chủ nhân của các cơ sở đó rằng là quý vị đã coi được cái quảng cáo đó trong chương trình Tình Người Biển Xứ. Để chúng tôi có thể giữ được cái quảng cáo này lâu dài. Đơn giản như có vậy thôi. Đúng rồi. Có một cái chuyện này vui lắm, dùm đổi đề tài chút xíu cho nó vui đi. Có chuyện này vui lắm nè. Tức là có một cái ông, có một cái ông đó, ông đi đang trên thành phố Sài Gòn. Anh đang đi vậy nè, tự nhiên ông thấy có một ông hành khất á. Mình gọi là hành khất cho nó lịch sự. Đó là người ăn xin đó. Thì đang nhắm mắt gì đó, chắc là mù, cho nên là đang ngồi đó cầm cái nón dơ rồi chắc đi qua. Chứ anh không biết. Thì đó mình thấy như vậy. Thì bởi vì người ta có cái tật gì đó thì người ta mới không có thể nào lao động được, người ta không thể làm được, người ta mới phải đi xin tiền. Thì ông này thì mắt nhắm lại tức là mù. Thì ông này mới bỏ vô cái tờ giấy bạc vô trong cái nón mà của ông anh xin kia cầm. Thì khi bỏ tiền như vậy thì ông cảm ơn. Cảm ơn ông. Thì là gió thổi lên Sài Gòn mà nắng mưa bất thường lắm, gió thổi lên cái đồng bạc nó bay éo lên. Thì cái ông khách kia đang tính lụm cái đồng tiền bỏ trở vô lại thì là cái ông mù này nhanh tay hơn, chụp lấy cái đồng tiền rớt cái đất, chụp liền bỏ vô. Ủa sao mù mà nhanh tay vậy? Đó thì ông khách này mà ông không lẽ nhiên. Ông là người mù nghe kiếm gió. Ông ở đây, ủa vậy ông đâu có mù phải không? Dạ không, tôi đâu có mù. Ủa sao ông không mù mà sao ông đứng đây ông đi xin tiền? Thì ông mù đó ông mới nói là không, tôi đứng đây là hôm nay là ông bạn tôi nó nghỉ phép, tôi làm thế nó thôi. Đó ông kêu, ủa mù đi ăn xin cũng có nghỉ phép nữa hả? Vậy chứ bạn anh đi đâu? Nó đi coi cine. Nói tóm lại là không có người nào. Hay quá. Rồi bây giờ xin mời quý vị thưởng thức rồi. Bây giờ quảng cáo rồi. Lại đi. Vui cười rồi, bây giờ mình trở lại chương trình Tình Người Biển Xứ đi. Đúng nha. Rồi. Xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của anh Nhật Minh, nãy giờ mình giới thiệu hoài chưa thấy hát. Dạ anh đã chờ nãy giờ, anh chờ sáng tới giờ đó. Anh đã ready. Are you ready? Yeah, ready. Okay. Bây giờ Nhật Minh đã ready và chúng tôi giới thiệu quý vị. Nhật Minh sẽ đến với chúng ta qua ba câu giọng cổ. Mang tựa đề là nhạc phẩm được mang tên là Tình Chỉ Đẹp. Nhưng mà trước khi anh Nhật Minh hát thì bây giờ mình mời anh nhạc sĩ Quỳnh Châu. Dạ xin lần mời này anh, thì là trỗi tiếng đàn réo rắt của anh lên.
Alright. Alright. Đó, đó là tiếng đàn của nhạc sĩ Quỳnh Châu. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của bạn Nhật Minh. Xin mời quý vị. Tình tôi lỡ làng
rằng vẫn được gần nhau. Đừng đem cây đắng cao nhau cho tình ta trọn ít mù sâu. Hay quá. Hay quá, hay quá. Quý khán thính giả vừa thưởng thức ba câu giọng cổ tình chỉ đẹp do anh Nhật Minh vừa trình bày. Thu Hồng xin phép tạm ngưng chương trình trong giây lát. Chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin quý khán thính giả đừng rời băng tần 57.3. Quý khán thính giả đang thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Diễn Xứ do anh Trần Thiện và Thu Hồng phụ trách. Chương trình được phát hình hàng tuần trên băng tần 57.3 vào 2 giờ trưa thứ Bảy và 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư. Mọi đóng góp ý kiến, muốn bảo trợ cho chương trình, muốn tham gia vào gương mặt mới, giọng ca mới, xin hãy gọi cho Thu Hồng qua số điện thoại là 714-417-1030, 714-417-1030. Và để Thu Hồng cũng xin nhắc lại là đĩa nhạc của nhạc sĩ Ngọc Thanh với tiếng đàn hòa tấu của nhạc sĩ Ngọc Thanh cùng các bạn hữu. Lòng trong đĩa CD này gồm có 3 đĩa mà chỉ có 20 đồng mà thôi. Thì trong cái đĩa này có tất cả những bài bản cổ nhạc cho tất cả tuồng cải lương. Thí dụ như Năm Xuân, Năm Ai, giọng cổ có dây xề, dây kép, dây đào và Trường Tương Tư hoặc là Văn Thiên Tường, rất nhiều bài bản trong 3 đĩa CD này. Xin quý thính giả hãy gọi cho nhạc sĩ Ngọc Thanh để được mua cuốn băng này về để học hát, luyện giọng. Để nếu mà biết hát rồi thì luyện theo cái đĩa này thì giọng hát của mình sẽ được hay hơn, nhịp nhàng sẽ vững chắc hơn. Gọi cho Ngọc Thanh qua số điện thoại là 714-360-9953, 714-360-9953. Hoặc gọi cho Thu Hồng 714-417-1030. Anh Thiện biết không? Thu Hồng không có dám nói gọi Thu Hồng, tại Thu Hồng bận lắm. Có khi quý khán giả gọi Thu Hồng thì Hồng không gọi lại được. Mà có gọi lại được thì Thu Hồng cũng không có thời gian để giao băng. Cho nên cứ gọi thẳng tới Ngọc Thanh thì Ngọc Thanh sẽ tiếp chuyện với quý khán giả và anh sẽ tự tay giao băng cho quý vị. Và để trở lại chương trình Tình Người Diễn Xứ và để thay đổi cái bầu không khí. Ok. Thì anh Trần Thiện, hôm nay anh Trần Thiện thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái. Thời tiết sau một trận mưa lớn mát. Trời, 3 ngày luôn. 3 ngày liên tiếp, nhà cửa sạch sẽ, cây cối bắt đầu đơm hoa nảy lộc. Thì anh Trần Thiện lại muốn hát một bản nhạc để tặng đến với quý khán giả đang xem đài. Đó là bài Bánh Xe Lãng Tử. Xin mời quý khán giả cùng thưởng thức. Thank you cô Thu Hồng. Và với tiếng đàn của nhạc sĩ Xuân Sơn. Bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, chìm trong màn cát trắng. Xe nhịp nhàng quay bánh lướt, hình xe mờ khuất trong mênh mông. Ta luyến lưu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ, tim nồng tràn máu vô tư. Suối in hình chiếc xe tàn, đêm nào đập vỡ cây đàn, hận đời nào ai mắc say. Vô cùng bấp bênh trên đường gian nan, chiếc xe lắng lư dù hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn. Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng, mỗi ai say sưa hé mấy cung đàn, ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng. Vui ca lên đi trong chiếc xe già, sau khi men say lần mấy cung đàn, hồn ta vụt bước lên trời xanh lam. Bánh
xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh chìm trong màn cát trắng. Xe nhịp nhàng quay bánh lướt, hình xe mờ khuất trong mênh mông. Ta luyến lưu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ, tim nồng tràn máu vô tư. À, suối in hình chiếc xe tàn, đêm nào đập vỡ cây đàn, hận đời nào ai mắt xanh. Vó cô bập bênh trên đường gian nan, chiếc xe lắc lư dù hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn. Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng, mỗi ai say sưa hé mấy cung đàn, ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng. Vui ca lên đi trong chiếc xe già, sau khi men say lần mấy cung đàn, hồn ta vụt bước lên trời xanh lá. Thank you, thank you. Anh Trần Thiện, anh hát bài Bánh Xe Lãng Tử này thì tôi không mà tưởng tượng tới một chiếc xe đò. Ờ, mà thuộc loại xe già mới chết. Từ xe già, từ Sài Gòn đi Hóc Môn. Và hai bên đường là có lúa nè, có ruộng nè, có bò nè, có trâu nè, rất là dễ thương. Rất dễ thương, dạ. Quý khán thính giả đang thưởng thức chương trình Tình Người Biển Xứ do anh Trần Thiện và Thu Hồng phụ trách. Chương trình được phát hình hàng tuần trên băng tần 57.3 vào 2 giờ trưa thứ Bảy và 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư. Mọi đóng góp ý kiến xin gọi cho Thu Hồng qua số điện thoại là 714-417-1030, 714-417-1030. Và một lần nữa để trở lại với chương trình, anh Nhật Minh sẽ gửi đến với quý khán thính giả hai câu giọng cổ Hàng Mặc Tử. Xin mời cùng thưởng thức. Nằm yên trên cành liễu đời chờ ai mua trắng, tôi bán trắng cho chẳng bán tình duyên ước hẹn ngọt. Ai mua trắng mà người đem trắng đi bán, người định bán bao nhiêu một anh trăng vàng. Người ở trong gian hay bằng tôn cung bằng, tôi muốn hỏi người bao nhiêu tuổi mà có tiếng rao hoài bán một dần trăng. Đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn, tôi muốn hỏi người để mua đứt một dần trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian ngủ hay tròn, dù đục hay trong
đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao băng, nghe tắt liệm bao đêm sầu duyên kiếp. Đang buồn vì sương khuya nhỏ giọt, tôi cũng ngậm ngùi suốt một mùa trăng. Ủa đang hay hết hả? Hai câu hả? Thôi để kỳ tới quá. Đáng lý là muốn chơi 3-4 câu nghe cho đã. Quý khán thính giả. Ví dụ mua bánh trăng là tôi khoái lắm à. Thích lắm không? Là tại vì á, nói đúng ra đó, khi người ta nói là ở trên mặt trăng như vậy đó là Nga với Mỹ tranh nhau không biết ai là người lên trước. Mà thực ra cái mặt trăng đó là cái chủ nhân là của người Việt Nam. Tại sao? Nếu không phải là của người Việt Nam, tại sao cái ông nội Hà Mạn Tử này dám đem bán? Của mình mới bán chứ. Đúng không? Nó của người ta sao dám đó bán? Là cái hình tượng trăng thôi chứ không phải vậy. Đâu có mặt trăng. Tiếng hát của anh Nhật Minh với hai câu giọng cổ Hà Mạn Tử vừa qua. Nói này chút xíu nè. Sao? Lặp lại cái này nè, là nãy Thiện có giới thiệu với quý vị là cái chùa mà cái này kêu là cái đạo tràng nhân quả đó, ở ngay góc đường Trác với đường Elizabeth. Thì ở đây đang cần sự tiếp tay của quý vị phát tâm để mà xây cái toilet để cho đạo hữu tới đó để mà sinh hoạt thôi, chứ không có xin gì nhiều. Dạ. Nếu quý vị có phát tâm thì xin quý vị đến đó. Rồi, Thu Hồng xin cảm ơn anh Thiện. Và tiếng hát của anh Nhật Minh vừa qua cũng đã kết thúc cho chương trình Tình Người Biển Xứ. Thu Hồng một lần nữa xin chân thành cảm tạ tiệm thuốc Bắc Nam Bắc Hãng, nhà hàng Tân Hồng Mai, Orange County Construction and Company Incorporated, Trung tâm Nha khoa Ngô Thị Mỹ Tiên, Hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang và NQ Jewelry, Mimi Beauty Salon và quán Bánh Canh Quê Em và Quê Anh đã bảo trợ cho chương trình hôm nay. Ước mong quý thính giả sẽ ghé qua và ủng hộ cho những cơ sở này. Và Thu Hồng cũng mong sao những giây phút vừa qua sẽ đem đến cho quý thính giả những giây phút thoải mái sau một tuần làm việc mệt mỏi. Thu Hồng xin mời anh Trần Thiện gửi lời chào. Trần Thiện cũng xin cảm ơn quý vị đã ưu ái yêu thương chương trình này trong rất là thời gian rất là dài vừa qua, và mong rằng là quý vị cứ tiếp tục yêu thương chương trình này. Và nếu quý vị thấy thích chương trình này thì xin quý vị hãy giới thiệu với bạn bè cũng như người thân của mình để cùng theo dõi chương trình này nhé. Và xin hãy đến ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và cũng không quên cảm ơn anh Nhật Minh đã đến đây để góp tiếng hát với chương trình Tình Người Biển Xứ hôm nay. Xin cảm ơn anh. Dạ. Và cũng xin cảm ơn bốn chàng nhạc sĩ của chúng ta. Anh Quỳnh Châu, anh Xuân Sơn, anh Quang Hoàng và anh Ngọc Thạch. Dạ, một lần nữa Thu Hồng xin kính chúc quý khán giả một cuối tuần vui đẹp bên người thân. Xin thân ái chào tạm biệt.